Vâng, thưa quý vị, tung những tin đồn thất thiệt đã gây ra những ảnh hưởng vô cùng to lớn cho những người nông dân. Trong khi đó thì tại tâm của vùng bệnh này, xóa sổ và sạch tanh, tất cả chỉ còn lại một màu trắng toát của vôi và nước mắt của người chăn nuôi. Đó là những gì mà phóng viên chúng tôi ghi lại được ở những vùng nông thôn vừa mới bị dịch tả lợn châu Phi càn quét qua. Kính thưa toàn thể nhân dân, đây là thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Đại Hợp. Thông báo về hộ chăn nuôi nào có tên trong thông báo này coi như đã gặp dấu chấm hết. Kính thưa toàn thể nhân dân, đã có kết quả đối với các mẫu bệnh phẩm thuộc đàn lợn nhà ông Vũ Đình Vinh, đội 6 thôn Độ Trung, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đầu sốt lắm. Tôi chỉ biết báo vợ tôi nè. Hết rồi. Không còn gì nữa để mà hy vọng. 4 ngày sau khi đàn lợn nái giống 31 con bị tiêu hủy do dịch tả châu Phi tấn công, nhà ông Vinh chỉ còn lại một màu trắng toát của vôi. Sao bệnh dịch mới ác thế? Cái thứ nhất là cái trông đợi của chúng tôi chỉ có con lợn thôi, làm nông nghiệp và chăn nuôi chuyển đổi chúng tôi chỉ trông con lợn thôi. Thế với cái dịch này và với như cái kiến thức chúng tôi được biết thì thực ra dịch này không có thuốc phòng dịch, không có thuốc chữa bệnh. Vậy là khi dịch nó xảy ra trên nhà mình rồi thì cái thời gian tái đàn thì chưa biết bao giờ mình tái được. Và cái thứ hai thì nguồn lực ở đâu ra để mình tái. Thế nhưng đúng lần này tôi thật sự khó bước qua. Thế cứ làm dần 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 thôi. Vợ không suốt ngày không ăn được. Với nhà ông Trinh thì bây giờ còn lại là một đống nợ khổng lồ sau khi đàn lợn 47 con bị dịch tả lợn châu Phi càn quét qua. Gia đình tôi vay mất hơn 1 tỷ. Mỗi tháng nhà tôi là bây giờ không cho nuôi lợn nó phải trả mất 9 triệu tiền lãi. Không có gì đầu tư nữa. Mà chỉ cần cầu nhà nước hỗ trợ thôi. Theo thống kê nhanh của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì đến ngày hôm nay 11 tháng 3, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 11.000 con lợn bị tiêu hủy. Tổng cộng đã có tới hơn 1.000 hộ chăn nuôi bị mất trắng, hơn 200 xã bị cô lập do dịch chưa qua 21 ngày. Cả tuần nay thì gần như là không bán ra ngoài được, bởi vì nội bất xuất ngoại nhập trong 21 ngày thì chưa công bố hết dịch thì không thể bán được, và người dân rất hoang mang trong vấn đề này. Thế và các hộ chăn nuôi hiện tại cũng đang lo lắng là mình đang bên cạnh một quả bom, không biết lỗ bất cứ lúc nào. Nếu lỗ ra thì cái cuộc sống của người dân ở trong cái ngành chăn nuôi của địa phương chúng tôi là gặp cực kỳ khó khăn. Trở lại hộ chăn nuôi gia đình nhà ông Vinh. Trang trại khép kín, nằm rất xa khu dân cư. Nếu giấu dịch sẽ không có ai biết. Thế nhưng ông Vinh đã không làm thế. Thì đến bệnh dịch, một mặt là nếu như tôi giấu dịch thì tôi sẽ thu lại kinh tế. Vì tôi sẽ bán chạy những đàn lợn. Nhưng nếu như ta bán chạy đi những đàn lợn này, mà những đàn lợn có mầm bệnh, móng bệnh này, thì nó sẽ trang trải ra khắp mọi coi là miền trên nẻo đường đất nước này. Thì trên các cái nẻo đường này nó sẽ mang lại các cái tai họa lớn hơn cho những con người khác nữa. Cho nên chính vì thế tôi đã đầu tư tranh tư tưởng một cách rất là mãnh liệt để coi là mình bước qua cái câu này. Thôi nếu có thiệt về kinh tế, nhưng sẽ cứu lại về coi là cho mọi người và cho mai sau. Khi tiêu hủy hơn 5 tấn lợn, họ đã được các cấp chính quyền lập biên bản cam kết là hỗ trợ. Thế nhưng cho đến nay, chờ được tiền hỗ trợ chưa bao giờ là dễ dàng. Mà chỉ cần cầu nhà nước là hỗ trợ thôi.